Văn Toàn nhận tin không vui ở đội bóng Hàn Quốc. Đang có khởi đầu xuân sẽ cùng tiền đạo Ronan David ở câu lạc bộ Seoul Eleven, Hàn Quốc. Văn Toàn sẽ không thể có cơ hội kết hợp cùng tiền đạo này ít nhất đến tháng 5, khi cầu thủ người Brazil gặp chấn thương nặng. Trước thềm K-League 2, khởi tranh ngày 1 tháng 3, câu lạc bộ Seoul Eleven có chiến thắng 2-1 ở trận giao hữu với Incheon United, nơi Văn Toàn có một pha kiến tạo cho đối tác mới Ronan trên hàng công. Trận này, tiền đạo người Brazil cũng có 2 bàn, khởi đầu rất suôn sẻ của một trong năm ngoại binh mà câu lạc bộ đưa về trước mùa giải mới. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Seoul Eleven phải nhận tin không vui khi Ronan dính chấn thương và phải nghỉ ít nhất 3 tháng. Chấn thương của Ronan mới được phát hiện và nhiều khả năng cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 5. Hậu vệ đội trưởng Han Jong-su cũng chưa thể trở lại sau chấn thương. Khởi đầu mùa giải mới sẽ rất khó khăn với chúng tôi, huấn luyện viên Park Jong-kyun chia sẻ. Với cá nhân Văn Toàn, đây cũng không phải tin vui bởi trong những buổi tập và cả trận giao hữu vừa qua, anh đều tỏ ra ăn ý với Ronan. Dù vậy, trong bối cảnh Seoul Eleven mất chân sút chủ lực, Văn Toàn có thể chớp cơ hội để khẳng định mình. Tất nhiên để làm được điều này, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều so với khi ở V-League. Văn Toàn từng chơi 177 trận ở V-League giai đoạn 2015 đến 2022, ghi 46 bàn. Anh chuyển sang Seoul Eleven theo dạng tự do đầu năm nay. Trận ra quân K-League 2 2023, Seoul Eleven của Văn Toàn sẽ gặp Chungbuk Cheongju ngày 1 tháng 3.